Cô chú anh chị, hai loại luôn, rất là ngon. Bông bông vừa nhập về một thùng bánh tét, xin phép chào tới luôn. Anh Phương thơm ngon, nóng hổi. Một bạn nha. Trời ơi, có anh chị xinh đẹp tới mua hàng ủng hộ lo đó nha. Ở bên đó kia, cái này nó mua tại vì con trai nó ở bên đó á, dặn mua 5-6 kg một tô ép á, trong cái đầu chị cũng chắc lo có bán. Tại vì tàu nhiều lắm mà đâu mua, còn tính ở đây chơi. Để cho bạn bè ở nhà đó mà bán. Tiến lên. Ở biển mà. Chị đi tàu lên đây ủng hộ. Rồi chị tính tới đây mua 5-6 kg mực mà thật ra ở đây không có bán mực. Ở dưới này cũng ok lắm, ngon á. Nghĩa là anh chị muốn đến ủng hộ Hồng Loan nha cả nhà. Muốn mua khô nhưng mà Hồng Loan không có bán khô. Anh không biết, nếu mà bán đủ đồ á. Thấy quả cáo nghĩ là đi thấy cái đồ trong bịch đó chắc nghĩ có một khô thôi chị. Chạy lại đợi thử cũng khó. Phải có vài luôn à. Cô lo nè. Con ấy là cô tới giờ. Anh chị như Việt Kiều quá. Có tôm khô với lạp xưởng thì rất là ngon quá anh chị. Chị có thấy cái đó không? Có ăn rồi. Chị không có thôi, chị mua gà với lại chị nắng quá. Nắng quá. Nắng quá mình bây giờ. Dạ. Dạ chị bút giá chị đi. À mấy em nha. Dạ. À đây là anh chị đứng đây để chờ chị với anh chị. Cũng còn trắng trắng. Anh chị vui á nha. Cũng còn trắng trắng. Ngày nào cũng tới đây hết em. Lâu lâu thì cũng gặp mấy anh chị vui vẻ chia sẻ. Thấy là đi tắt đường phố mình phải nhiều nghe em nói nhiều hơn. Nói nhiều hơn á. Coi tắt lên đó. Đặt cái chỗ là kinh lớn nè. Đến từ Vũng Tàu hả nhỉ? Anh chị ở đâu nhỉ? Vũng Tàu chị. Anh chị ở đâu? Ở Vũng Tàu luôn hả? Chị mấy cái kênh đi, chị sơ subscribe cho mấy em. Của em là Ngọc Nhi Vlog chị. Ngọc Nhi. Định định hộ ủng hộ mực Hồng Loan nhưng mà Hồng Loan không có bán mực cả nhà. Bán kia đứng cho mát đi anh chị. Nắng lắm. Đây là anh da trai nha cả nhà. Anh da trai. Anh chị đến mua thì chia sẻ khá là vui ha. Có không anh chị? Ở xe này không? Dạ. Dạ. Phải dạ, cái vô đó là vô luôn. Dạ, bác phải xe bạn. Không không một. Phải không? 00178 chắc không phải. Phải không chị? Rồi là phải. Rồi mấy em nha. Dạ, dạ chúc anh chị sức khỏe. À, anh chị rất là dễ thương. Từ Vũng Tàu vào đây mua, định mua khô ủng hộ Hồng Loan vài ký nhưng mà Hồng Loan không có bán. Anh chị nói là ở ngoài cũng có khô nhưng mà như là muốn vào đây để ủng hộ Hồng Loan đó nha, quá là quý luôn ha. Anh chị bắt ráp đi về rồi. Anh chị rất là dễ thương luôn. Anh chị thì về bên shop thì có anh shipper tới anh lấy hàng đây nha. À, cả nhà thì ông xã bùm bùm ha, vừa đi chở hàng về cả nhà, quá trời giỏi luôn. Đó. Anh Cảnh với Hòa thường vô bánh tét nha cô chú anh chị, bùm bùm vừa nhập về một thùng bánh tét to luôn, tới luôn. Thơm ngon, nóng hổi. Một bạn nha. Đó, rất là nhiều bánh tét về để phục vụ bà con nha. Đó là chú Chánh mà với lại anh ta Vinh phải nhắn mặt luôn đó nha. Tại đồ cũng rất là bự luôn.
một phòng cũng rất là bự luôn. Trong shop thì có anh Tránh qua bông bông với ông xã được với hai bạn bánh tét của bông bông này là bánh tét trà Vinh rất là ngon nha cả nhà. Bánh tét trà Vinh, bánh tét nhân thịt. Chị Long nghe được bánh tét đó, chị Long có chút kiểm tra. Đặc biệt là bánh tét nhân trứng muối nha, bà con rất là thích nha. Bà lên phòng chuẩn bị là bánh tét kêu anh Vàng nha cả nhà. Anh Tránh khui thùng rồi nha. À, Tránh khui thùng hả chú Tránh? Khui thùng. Bây giờ coi đoạn nét bự cái nào đi cái nhà. Quá ngoài hả chú? Đó là bình bình nhập bánh tét kìa. Hiện tại bánh tét có hai loại như cái nhà. Một loại là bánh tét mỡ, một loại bánh tét vừa mỡ và vừa trứng muối. Trứng muối thì có hai giá, giá là 135, giá là 185. Đúng rồi, chị ăn kem ngon quá trời luôn nha. Chị Bông Bông ơi, khán giả hỏi em quá trời. Dạ thì cả nhà mình cũng thấy là ông xã của Bông Bông vừa nhập về một thùng bánh tét rất là to ha. Vừa nhận về một thùng bánh tét. Thì nó gồm có hai loại ha. Bánh tét đậu mỡ và bánh tét trứng muối thịt. Thì bánh tét đậu mỡ có giá là 250k một cặp nha cả nhà. Và bánh tét trứng muối thịt thì sẽ có giá là 350k, là hơn 100k một cặp nha. Mà mỗi đòn sẽ nặng từ 1,1 kg đến 1,2 kg. Như vậy là hai đòn sẽ là trên 2 kg nha. Thì hiện tại thì ai chắc chắn là cô chú anh chị mình, những ai mà đã đặt hàng bánh tét của Bùm Bùm thì cũng rất là trông chờ ha, trông chờ để được thưởng thức bánh tét. Hiện tại thì đã đem về rồi và chắc chắn là nay mai thì cả nhà mình sẽ nhận được bánh tét để thưởng thức cái hương vị bánh tét Trà Vinh nó ngon như thế nào ha. Thì bây giờ ở bên trong thì Bùm Bùm đang lên đơn để ship cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào đã đặt hàng thì cả nhà mình chờ điện thoại của Bùm Bùm nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi thông tin buổi trưa nay. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Hồng Loan, ủng hộ Hồng Bùm Bùm và ủng hộ Nắng Xuân. Yêu thương, cho em xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.